Sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành về tiến độ xây dựng bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết cùng tham dự. Sau thời gian thực hiện đề án xây dựng huyện nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Châu Thành có những chuyển biến tích cực. Đời sống của người dân từng bước được nâng lên, các cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng. Theo đó, đến nay, toàn huyện có 9 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 81,82%. Có 4 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 36,36%. Kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đạt 4 trên 9 tiêu chí, 27 trên 36 chỉ tiêu. Hiện nay, tỉnh An Giang đang ưu tiên bố trí đủ kinh phí đầu tư công để huyện thực hiện các công trình đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới như giao thông, giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường từ nguồn ngân sách trung ương và nguồn lồng ghép để phân bổ các xã tiếp tục thực hiện duy trì nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng đạt lộ trình huyện nông thôn mới vào năm 2025. Đối với kết quả thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành khẩn trương hoàn thành các thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận trong tháng 12 năm 2024, gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh để Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh tổ chức thẩm định và trình Hội đồng thẩm định tỉnh theo quy định. Đối với các tiêu chí chưa đạt, đề nghị có kế hoạch lộ trình cụ thể thực hiện hoàn thành trong tháng 12 năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tăng cường phối kết hợp cùng các ban ngành liên quan, các xã thị trấn, giữ vững các tiêu chí chỉ tiêu đã đạt, từng bước tháo gỡ khó khăn, quan tâm cập nhật bổ sung hồ sơ minh chứng, góp phần thực hiện tốt đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.